Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Chu Đô Vlog nhé. Thì là hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Mọi người xem này, trời vừa mưa xong. Thì hôm nay là Chu Đô Vlog là nghe nói ở trên thành phố Tây Bình có cái siêu thị nó to lắm. Thì hôm nay Chu Đô Vlog lên giải ngố xem nó như thế nào mọi người nhá. Chọn đúng ngày đẹp trời luôn mọi người nào. Rồi mọi người nhá, là Chu Đô Vlog hôm nay đã được nhìn thấy cái siêu thị to chà bá của thành phố Tây Bình. Đây mọi người là Vincom Plaza này, rất là hoành tráng luôn. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo chân của mình vào tham quan siêu thị nhá. Rất là lạ luôn mọi người nhá, lần đầu tiên lên tỉnh này, nhìn thấy rất lạ luôn.